Chào cả nhà, bữa nay sang nhà ông cậu mời sang ăn bữa tiệc. Đây coi ông cậu đãi gì đây. Cái mì. Quá là hình tráng luôn rồi. Và là những đặc sản không. Đàn ông lên cái ngồi kìa, con nít kia đây. Hôm nay tụ tập là quá đông đúc luôn. Thôi đang làm mà trao hả? Trao gì đấy? Trao trao chống dịch hả? Chị chơi vui không chị? Chơi vui không? Chị chơi vui không? Chị chơi vui không? Vui có vui. Một cái là vui luôn. Có mẹ phải trả lời nè, đi chơi đương nhiên là vui rồi. Đúng số cái vui luôn. Vui luôn. Dạ. Rồi vô nhập tiệc đi, nhập tiệc. Mấy phái ông gì là ngồi trên này hết. Nó đá banh y xèo ở đây. Rồi đầu ngứa dữ ra. Đầu ngứa dữ. Lên quản lý. Ui cầu mang chai gì giá kìa. Ôi ôi. Ra thì quay đây coi. Kì quay đây coi. Quay lại gì đây. Dịu cô giáo. Dịu Italy đàng hoàng. Thấy cái giày vút là xô là biết. Mặt cô quay quay kia, quay mặt kia. Italy. Oh. Milano. Cái này Marco, Marco Cisa. Trời gì ghê vậy, dùng kiến kính hiển vi soi nữa hả? Ở soi thử coi. Trời ơi. Rượu còn phải bị soi nữa mới ghê chứ. Kinh quá. Nè, thấy chưa? Nè, thấy chưa? Bữa nay cậu cậu đãi bún với lại chả giò nhớ ăn nhiều nhiều nghe chưa? Ừ, nhớ ăn nhiều nhiều vậy. Ngon lắm đấy. Ôi giời, còn mực nữa hả? Mực gì? Mực nướng hả? Trời ơi, hấp dẫn. Trời ơi, cái này là mồi nó hơi bị bén. Lạp xưởng nữa nha. Hoa. Dạ. Ăn lạp xưởng. Dạ. Xin mời quý vị khán giả thông cảm. Khui trời diều đang trục trặc kỹ thuật. Rồi khui được rồi hả? Ôi khui hay vậy. Tưởng đâu nó thọt xuống dưới luôn rồi móc lên được cái hay. Ừ. Hoành tráng ướm. Rồi, bây giờ chính thức nhập tiệc đây. Chưa gì nhập vô ba đó làm ly.
nghìn. Cái pha chế ở đây tức là nó nhập cái thùng đi ra vô mình khách hàng bán cho chồng luôn thôi cùng ly đi, cùng ly đi, chúc mừng năm ơi, năm ơi. Ôi cậu mua cá lóc này bán ngon nữa hả? Đó thì bao nhiêu một con, ký mấy con nè cậu? Ký mấy con cá lóc này nè? Cá lóc này ký mấy con nữa hả? Ký 3 cái tư. Ồ, cá lóc to, một con cá lóc thôi mà ký 3 cái tư. Sau khi ăn ăn cá lóc cuốn bún anh cảm thấy thế nào? Thấy ngon hả? Rồi uống dữ quá, hết chai luôn rồi. Khủng khiếp quá. Toàn là bợm không. Ôi rồi mở mang cho thêm nữa kìa. Thêm một tô bún miến. Ôi cái bàn này nhỏ nhỏ cũng ăn sạch xanh xanh luôn ha. Âm thầm lặng lẽ mà ghê. Âm thầm lặng lẽ mà ghê. Ai ăn rồi ta? Mi ăn phải không? Cái kiến đó mà tối đi toilet không có đèn cái kẹt kẹt đó, dùng cái đó không được. Vừa có đèn vừa dễ thấy đường. Rồi dính rồi sổ ráy. Bây giờ còn câu nữa chứ còn chưa thì tua salon coi chơi đi. Em thấy cậu nằm ngủ mớ cứ kêu bà gì, bà Thúy, bà Ngọc, bà Vân, bà Lan rồi gì trời là sao ta. Rồi cũng biết nhớ là bà Thúy đầu tiên mới hay chứ.